Vâng, chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với sân bóng đá tại thành phố Tam Kỳ để đến với giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019. Và cặp đấu chung kết ngày hôm nay là cặp đấu của hai đội bóng Hoa Hương và An Mỹ. Vâng, như vậy trong cuộc đấu đầu tiên này thì các thủ bên phía đội bóng An Mỹ họ sẽ ra quân với đồng phục áo trắng quần đen và bảo vệ bên tay phải màn chúng ta. Và các thủ bên phía Hoa Hương sẽ ra quân với đồng phục là áo đỏ quần đỏ. Năm nay thì giải đấu thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ với sự góp mặt của 13 đội bóng và đã được chia thành 4 bảng đấu. Và đây là trận cầu cuối cùng. Ở cặp đấu bán kết thì các thủ Hòa Hương đã giành chiến thắng chung cuộc trước Tam Thanh với tỷ số là 1-0. Trong đó An Mỹ đã có một trận cầu phải nói rất kịch tính trước Tam Thanh và đã giành chiến thắng cùng với tỷ số là sát sao 4-3. Như vậy đấu đầu tiên này các thủ bên phía đội bóng An Mỹ sẽ là đội bóng giành quyền giao bóng. Và đến với trận cầu ngày hôm nay thì các thủ bên phía đội bóng áo trắng họ với sự danh sách ra sân với sự góp mặt của Minh Quốc là cầu thủ mang áo số 6, số 5 là Hữu Toàn, Ngọc Chiến mang áo số 15, Quốc Hùng mang áo số 12, Văn Huy mang áo số 14, 23 là Quốc Bình, Minh Tiến mang áo số 11, Hoài Nam mang áo số 16, thủ môn Thành Long mang áo số 1, Lê Đức mang áo số 9 và Trần Thanh An, cầu thủ mang áo số 19. Trong đó bên phía các thủ của đội bóng Hoa Hương, đội bóng với đồng phục áo đỏ quần đỏ thì họ đến với trận cầu này với sự góp mặt của tấn công mang áo số 6, cầu thủ mang áo số 2 là Tiến Hưng, Văn Sự mang áo số 18, số 17 là Như Ý, Nguyễn Lê Văn mang áo số 10, thủ môn mang áo số 1 Văn Côi, Văn Viên mang áo số 12, Minh Hải mang áo số 7, số 5 là Văn Trường, số 19 là Nhật Hiện và Bá Thiện là thủ mang áo số 1. Giờ tình huống chuyền bóng lên phải nói khá vừa phải đến từ cả hai bên. Đây là một trận cầu chung kết và chắc chắn cả hai bên sẽ rất cẩn trọng ở những phút đấu đầu tiên này. Vẫn chưa được tình huống các bóng thành công của số 12 bên phía An Mỹ. Vẫn thuộc về Thanh An, Minh Tiến,
Một trận cầu được diễn ra trên sân An Phú. Đây là một sân cỏ mini, phải nói là còn rất mới và rất đẹp tại thành phố Tam Kỳ. Tình phát bóng lên dành cho bên phía các thủ của Hòa Hương. Vẫn còn cho Hòa Hương, đây là đội trưởng mang áo số 10, Nguyễn Lê Văn. Vẫn còn cho Lê Văn, treo bao, không có tình huống đánh đầu tiếp theo dành cho bên phía các thủ của Hòa Hương. Đội trưởng của Hòa Hương ngày hôm nay là Nguyễn Lê Văn. Trong khi đó bên phía các thủ của đội bóng An Mỹ là đội trưởng mang áo số 9, Đoàn Ngọc Lê Đức, một cầu thủ thi đấu vị trí tiền đạo. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc dành cho Hòa Hương. Trước bóng là Hoàng Lê Minh Hải. Trên sân An Phú và nó càng lúc khán giả đến sân càng đông để theo dõi cho cặp đấu ngày hôm nay. Chắc chắn một cặp đấu sẽ hứa hẹn có rất nhiều sự kịch tính ở trận cầu chung kết này. Và cặp đấu đang được live trực tiếp trên fanpage 365 live. Các anh em có thể đăng nhập và có thể chia sẻ cho trận cầu ngày hôm nay. Tiếp tục đã có tiếng còi từ trong tài chính, đã có phạm lỗi với đội trưởng bên phía An Mỹ. Rất đáng tiếc khi mà những tình huống chạm bóng cuối cùng của Hoài Nam lại vẫn chưa được tốt. Trận cầu chỉ mới bắt đầu ít phút mà thôi, chắc chắn cả hai sẽ có những sự tập trung hơn. Nhịp độ trận cầu có lẽ một số cầu thủ trên sân họ vẫn chưa có những cảm giác bóng tốt. Quả người được hay đến từ bên phía các thủ An Mỹ. Đang rất chậm rãi ở những tình huống lên bóng từ cả hai bên. Một thứ trận phải nói là đầy sự thăm dò đến từ cả hai. Thì nó phát bóng lên dành cho bên phía Hoa Hương. Ném biên thuộc về An Mỹ. Tỷ lệ kiểm soát bóng đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng những phút đầu này là tốt hơn. Quả người được hay. Phạt đền nó không vào. Đã có khoảng trống để tạo ra sự khác biệt ngày hôm nay. Nhưng phải điểm cuối cùng của Minh Tiến là bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành bên phía các thủ của Hòa Hương. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem trực tiếp trên fanpage 365 live. Tiếp tục tình huống phát bóng dài.
Vượng Ngọc cho số 16, bóng lê. Nguyễn Mai Hoài Nam liên tiếp đã có những tình huống dứt điểm đến từ hành lang cánh phải bên phía các thủ của An Mỹ. Đội cần có sự tập trung hơn. Phải nói trên mặt cỏ mini thì sẽ giúp cho trận cầu sẽ chất lượng hơn khi mà mặt sân không có nhiều sự gồ ghề cũng như là cỏ phải nói rất đẹp, sẽ giúp cho trái bóng đi tốt hơn, đi đúng với ý muốn của cao thủ. Hy vọng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều bàn thắng để cống hiến đến từ cả hai đội bóng, đó là Hòa Hương và An Mỹ. Tiếp tục đã có tiếng còi, một tình huống cao chân đến từ cao thủ bên phía Hòa Hương. Xin chào bạn Thành Quân. Vâng, sân rất đẹp các bạn. Một tiếng đá phạt không vào. Thủ môn số 1 của cao thủ bên phía Hòa Hương đã rất cẩn trọng với tình huống đá phạt rồi bên phía các thủ của An Mỹ. Chưa có những tình huống dứt điểm đáng chú ý nhiều, chỉ mới có một tình huống chuyền bóng vào trước đó của bên phía cầu thủ Hòa Hương là có sự nguy hiểm thôi. Hòa Hương đang chơi với một sơ đồ và nó là khá vừa phải, họ cũng không vội vàng dâng cao. Trên hàng công với sự góp mặt của đội trưởng Lê Văn, Hữu Toàn cùng với Minh Quốc và cầu thủ mang áo số 12 là Quốc Hùng đang mặc bộ ba phòng ngự của cao thủ bên phía An Mỹ ở hiệp đấu ngày hôm nay. Không cho 15 đó, có nhiều mà để vẫn giữ ban chuyện như thế nào. Cứ hoàng đại lan đi dư người rồi. Ở tam kỳ chúng ta thì có rất nhiều cầu thủ cũng từng tham dự các giải đấu V-League ở trong nhiều đội bóng nổi tiếng, đặc biệt là bóng đá Quảng Nam của chúng ta thì trong những năm qua cũng phát triển phải nói rất mạnh. Phải nói đây là lần đầu tiên mà đơn vị chúng tôi về truyền thông cho một giải đấu tại tam kỳ. Vâng, một số bạn có bình luận trên fanpage ạ. Mình cũng sẽ ghi nhận thông tin và tí nữa mình sẽ cập nhật thông tin một số cầu thủ để cho khán giả có thể cập nhật được. Tình huống trả bóng về rất an toàn dành cho bên phía cầu thủ An Mỹ. Thành Long. Minh Tiến. Vâng, chúng ta xác định đã có tình huống đẩy người từ phía sau bên phía các thủ An Mỹ. Một tình huống phạm lỗi với số 1, đó là Nguyễn Huy Hoàng. Ở các trận đấu chung kết, phải nói là cả hai đều rất cẩn trọng. Và nếu như có thể phá vỡ được một thế trận cân bằng thì chúng ta phải chờ đợi một bàn thắng sớm, khi mà cả hai bên họ đều ra quân với một thế trận và nó là để khá an toàn, đặc biệt là hiệp đấu đầu tiên họ cũng sẽ chưa dám bung sức. Tình huống đá phạt vẫn là tình huống đánh đầu tốt đến từ hàng phòng ngự bên phía An Mỹ. Nam bước lên bước này lưu về dây dư người đâu. Hữu Toàn, Minh Tiến phá bóng dài, vẫn còn cho đội trưởng bên phía các thủ An Mỹ.
vẫn chưa thể qua được, vẫn là sự bọc lót hỗ trợ kịp thời. Một sơ đồ chiến thuật phải nói là khá gần nhau. Vâng, trọng tài sẽ đền bóng sẽ được trả về dành cho bên phía Hòa Hương. Ở trong thời gian gần đây thì không những ở tại Tam Kỳ mà các huyện khác tại Quảng Nam cũng đã tổ chức thành công các giải đấu trong huyện của mình, như là Thăng Bình hay là Quế Sơn, phải nói là rất nhiều huyện. Và đây cũng là các vòng đấu nằm trong khuôn khổ của tỉnh. Đánh lần rất hay, phạt bóng dài dành cho bên phía Hòa Hương. Vẫn là sự khó khăn ở những tình huống chơi bóng lên. Hàng phòng ngự và nó đang rất tập trung, cũng như của An Mỹ cũng giống như là Hòa Hương. Tiến Hưng, khi mà có bóng thì Hòa Hương luôn thực hiện những tình huống phát bóng dài rất chính xác cho đội trưởng Hòa Hương. Không vào, rất đáng tiếc, một tình huống đối diện không thành của đội trưởng Lê Văn. Đã có đủ khoảng trống cũng giống như là thời gian để cho số 10 này có một tình huống dứt điểm tốt hơn. Một cơ hội bỏ qua rất đáng tiếc dành cho đội trưởng bên phía Thủ Hóa đó. Rất bất ngờ khi mà trước đó là một tình huống chuyền bóng dài của Nguyễn Tiến Hưng. Một hiệp đấu mà Hòa Hương đã thực hiện rất nhiều những pha chuyền bóng dài, và vừa rồi phải nói một tình huống chuyền bóng rất chính xác của Tiến Hưng. Rất may là sự xuất sắc của thủ môn Thành Long đã cứu thua. Tiếp tục tình huống đấm bóng tốt Thành Long. Ngã người, vẫn còn cho Hòa Hưng, không vào. Rất đáng tiếc lần này là đến lượt Trần Văn Viễn. Hàng công của Hòa Hương cũng giống như An Mỹ, họ chưa có cảm giác tốt ở những phút đầu ở trận cầu chung kết này, họ phải tập trung hơn. Phải nói nếu như tận dụng tốt thì đã có bàn thắng sớm ở trận cầu chung kết này rồi. Hòa Hương tiếp tục đá phạt góc. Vẫn qua người rất tốt đến từ Hòa Hương. Một tình huống có đến 4 thủ bên phía An Mỹ hỗ trợ cho nhau. Một tình huống chủ động bỏ bóng của số 5, đó là Văn Trường. Văn Trường ném biên. Nhật Hiển. Hòa Hương đang triển khai với một lối chơi phải nói là khá đơn giản. Thu hồi bóng ở khu vực trung lộ và chuyền bóng phát bóng dài lên cho đội trưởng của mình. Đó là Nguyễn Lê Văn. An Mỹ vẫn đang tập trung ở lối chơi trung lộ, những tình huống phối hợp ngắn.
không thể qua được văn trường. Vâng, như vậy số 19 của cao thủ bên phía Hòa Hương đã quyết định phá bóng để giải phây từ tình huống mà áp sát của số 15 bên phía An Mỹ. Và với nỗ lực vừa rồi thì Ngọc Chiến của thủ môn số 15 cũng đã bị hơi đau trước một tình huống va chạm với hàng hậu vệ của Hòa Hương. Ném biên cho An Mỹ. Quốc Hùng tiếp tục ném biên dành cho bên phía các thủ áo trắng. Hữu Toàn cũng đã dâng cao một thủ tiêu vị trí trung vệ. Như ý. Hay tình huống phản công nhanh dành cho bên phía Hòa Hương. Lê Văn rất đáng tiếc khi mà tình huống phải nói là vừa chuyền vừa dứt điểm, hơi nửa vời của Lê Văn. Có lẽ số 10 này cũng vừa muốn chuyền cho đồng đội của mình khi mà số 12 cũng đã di chuyển vào trong. Trong khi đó nếu một tình huống dứt điểm thì phải nói hơi đáng tiếc. Một tình huống dứt điểm quá nhẹ. Minh Tiến. Rất đáng tiếc tình huống mở bóng hơi sâu của số 19 bên phía thủ An Mỹ. Đó Thanh An. Thanh An cùng với Minh Tiến thủ môn số 11 của An Mỹ đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm của các thủ bên phía áo trắng ngày hôm nay. Hòa Hương không thể, vẫn còn đánh lừa được thủ môn rồi, rất đáng tiếc. Một cơ hội ngon ăn là tiếp tục bỏ qua bên phía các chân sút của Hòa Hương. Lần này là đến cầu thủ áo số 11 của các thủ bên phía áo đỏ. Rất đáng tiếc khi mà Huy Hoàng đã đánh lừa được thủ môn Thành Long. Những pha dứt điểm tiếp theo của thủ môn số 1 thì bóng đã trúng vào các hậu vệ áo trắng. Số trận đấu chung kết của giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019 vẫn đang có một tỷ số hòa là 0-0. Vâng, chúng ta tiếp tục trở lại trận cầu ngày hôm nay. Tỷ số của hai đội bóng Hòa Hương và An Mỹ vẫn đang 0-0. Trước đó đã có rất nhiều cơ hội mà Hòa Hương đã đối diện thủ môn An Mỹ, đó là thủ môn số 1 Thành Long.
Nhưng những pha dứt điểm cuối cùng vẫn phải nói là hơi khá vô duyên, khi mà đã có những cơ hội rất rõ ràng để cho đội bóng Hòa Hương vươn lên. Minh Tiến, ở khu vực giữa sân thì hàng tiền vệ cả hai bên đang làm việc phải nói rất cực lực, và cả hai đội bóng không có nhiều cơ hội triển khai lối chơi phối hợp trung lộ mà đang thực hiện rất nhiều những tình huống chuyền bóng dài. Minh Quốc, Hữu Toàn, lại mất bóng rất nguy hiểm, triển khai bóng dành cho Hòa Hương, tình huống đi bóng quen thuộc của Sôi Mục, nhưng một mình cầu thủ này là chưa đủ. Đây là đội trưởng của An Mỹ, số 9 này cũng đã lùi sâu để tìm kiếm bóng, khi mà trước đó những phút thi đấu một này thì số 9 này luôn thi đấu vị trí cao nhất của các thủ bên phía An Mỹ. Ném biên tiếp tục thuộc về bên phía thủ An Mỹ. Cặp bóng tốt đến từ số 23. Vâng, như vậy đã có tiếng còi. Lần này người phạm lỗi là đội trưởng Lê Đức, với trung vệ Mão 6 đó tấn công. Huy Hoàng, vâng là Huy Hoàng, phải nói là hành lang cánh phải của Hòa Hương hợp đấu này đang thi đấu khá hiệu quả. Hữu Toàn, Quốc Hùng, vâng là tình huống chuyền bóng dài chưa được chính xác. Thi đấu thấp nhất bên phía các thủ Hòa Hương đang là trung vệ Trần Văn Sự, trung vệ Mao số 18, một thế trận giằng co của cả hai bên. Quốc Hùng tiếp tục là tình huống chuyền bóng dài liên tiếp là những tiếng còi từ trọng tài chính cất lên, một tốc độ khá vừa phải và những tình huống trên không, cả hai đã có những tình huống va chạm. Bây giờ là một tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía đội bóng An Mỹ, và một khoảng cách chỉ rơi vào tầm 20m mà thôi, góc sút là khá rộng dành cho bên phía thủ áo trắng, có thể tình huống đá thẳng dành cho An Mỹ. Trước bóng bây giờ đội trưởng Đoàn Ngọc Lê Đức, Lê Đức không vào. Đã có một đường cong khá đẹp mà đội trưởng đã được vẽ lên, nhưng mà tình huống khoảng cách đến không thành của các thủ bên phía Hòa Hương thì vẫn còn khá xa. Thủ môn Văn Côi phá bóng lên. Nỗ lực đến từ số 15. Không có tiếng còi. Tặng bóng tốt của Lê Đức. Vâng, đồng thời xác định sẽ có ném biên dành cho bên phía An Mỹ. Nhưng nỗ lực để tăng tốc độ đường cầu cũng như là cố gắng tạo sự khác biệt của An Mỹ vẫn chưa là thành công, khi mà hàng phòng ngự của Hòa Hương vẫn đang chơi rất chắc chắn với những tình huống cắt bóng thành công. Hey,
Văn Côi. Tất công. Và bóng chính xác cho số 1 Huy Hoàng. Tốc độ của số 1. Những nước rất đáng tiếc không có tình huống chạm bóng tiếp theo của Huy Hoàng. Theo sát Huy Hoàng trong tình huống vừa rồi là Minh Quốc. Hậu vệ 6. Chắc chắn một hiệp đấu mà số 6 này cũng sẽ rất theo sát số 1 này bên phía các thủ của Hòa Hương. Trước đó thì Huy Hoàng đã có những cơ hội đột nhập vào trung lộ và đã có những tình huống dứt điểm khá nguy hiểm về không thành của thủ môn Thành Long. Vâng, đội trưởng bên phía các thủ của Hòa Hương. Thành Long phát bóng lên. Với sự góp mặt của một đội bóng ở giải đấu V-League thì phải nói là sẽ góp phần để thúc đẩy bóng đá phong trào trong tỉnh phát triển rất mạnh. Khi mà Quảng Nam, đội bóng QNK cũng đã rất nhiều năm tham dự giải đấu V-League và cũng đã từng lên ngôi vô địch của giải đấu này. Khi bóng đá phong trào phát triển thì cũng là một sự bổ sung khi mà các giải đấu này luôn thường xuyên phát hiện ra những tài năng và nó không được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng những cầu thủ có khả năng chơi bóng đá phong trào tốt thì vẫn có sự bổ sung lên cho các đội tuyển ở hạng đấu cấp cao như hạng đấu V-League hay là hạng nhất hay là hạng nhì. Một trận cầu mà chúng ta đang chờ đợi sự khác biệt. Một lối chơi khá an toàn cả hai bên. Chúng ta đang chờ cần sự tỏa sáng của những cá nhân mới vọng có sự khác biệt đến từ trận cầu này. Một bàn thắng chắc chắn là như vậy để phá vỡ được sự khó khăn của cả hai bên. Huy Hoàng ném biển. Lê Văn tình huống trẻ vào phía trong bên phía các thủ của Hòa Hương đang là khá mỏng. Minh Tiến. Hòa Hương cũng không vội vàng áp sát. Đồng cấp bóng tốc số 4. Đây là sự phản công vẫn chưa thể qua được. Hai phần ba thời gian hiệp đấu đã trôi qua. Vẫn là một sự bế tắc, tỷ số vẫn đang 0-0. Tình huống chuyển bóng ra của số 5. Trung vệ số 18 bên phía các thủ của Hòa Hương. Một trung vệ phải nói có thể hình khá tốt. Chắc chắn những tình huống bóng bổng sẽ không làm khó được cầu thủ mang số 18 này. Đó là Trần Văn Sự. Vâng, như vậy ở giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019 chúng ta thì một hiệp đấu chúng ta sẽ có 40 phút theo chính thức. Hơn 30 phút của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua. Vẫn là một thế trận rất chậm rãi và an toàn đến từ cả hai bên. Tình huống lên bóng dành cho Hòa Hương.
Thì bóng được hay, đánh lừa qua được bao thủ bên Bèo Trắng rồi. Tiếng ơi, Vương Bảo, người lập công đó là Huy Hoàng. Và trước đó là một tình huống leo biển, phải nói được hay đến từ một cầu thủ bên phía hành lang cánh trái, mà ba thủ áo trắng đã bị đánh lừa phải nói rất dễ dàng. Và đã có một tình huống căng ngang vào để cho Sôi Một Huy Hoàng dứt điểm 1-0. Sự bế tắc của trận cầu chung kết đã được khai thông. Và chắc chắn với bàn thắng này thì trận cầu chung kết những phút tiếp theo sẽ được diễn ra, phải nói là theo dự đoán chúng tôi sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Và trước đó một tình huống đi bóng và nói rất hay thuộc về cầu thủ Mao số 12 Trần Văn Viên. Khá bất ngờ khi mà Văn Viên đi bóng và các thủ bên phía An Mỹ họ còn không áp sát. Và số 12 này đã nỗ lực từ cá nhân của mình để lừa các thủ trang. Mình đã chuyển vào nó rất hay. Và tình huống dứt điểm cuối cùng, Huy Hoàng đã không bỏ qua cơ hội này khi mà trước đó số 11 này cũng đã bỏ lỡ được hai cơ hội rất đáng tiếc rồi. 1-0 dành cho Hòa Hương. Hữu Toàn. Mình cua cắt bóng tôn. Số 6 này cũng đang dâng cao. Bây giờ An Mỹ họ đang đẩy cao so với thế trận ban đầu. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc dành cho bên phía các thủ của áo trắng. Đoàn Ngọc Lê Đức là cầu thủ thực hiện tình huống đá phạt góc này. Lê Đức vẫn là tình huống đấm bóng tốt của thủ môn Văn Côi. Minh Quốc. Người vừa có tình huống chạm bóng tiếp theo bên phía thủ An Mỹ đó đội trưởng số 9 Lê Đức. Lê Đức đang cố gắng di chuyển rộng để tìm kiếm bóng cũng giống như là thu hút được hàng hậu vệ của đối phương. Nhưng vẫn chưa có tình huống dứt điểm nào nguy hiểm về không thành bên phía thủ môn Văn Côi. Tình huống áp sát từ số 12. Văn Viên số 12, một cầu thủ có tốc độ khá tốt. Bên phía thủ của Hòa Hương mở bóng không thể đến được vị trí của Huy Hoàng. Vẫn còn hai cầu thủ của Hòa Hương và đến bốn thủ An Mỹ trong tình huống này. Bộ đội số 1 của hai bên đang theo nhau phải nó rất sát. Quốc Hùng. Vâng, như vậy đã có tình huống phạm lỗi đối với đội trưởng của An Mỹ. Vâng, như vậy đã có chiếc thẻ vàng đầu tiên trận cầu được rút cho thủ Mao số 5 đó là Trần Văn Trường bên phía các thủ của Hòa Hương. Một tình huống phạm lỗi mà đội trưởng bên phía An Mỹ đang tỏ ra phải nói khá đau. Khoảng cách chỉ mới là một bàn thắng mà thôi, thời gian phía trước vẫn còn rất dài. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sự bất ngờ còn diễn ra ở phía trước nữa. Quả người tốt
Vẫn còn cho bên phía thủ của An Mỹ tráng vào. Một hàng phòng ngự và nó đứt dài của cao thủ bên phía của Hòa Hương. Khi mất bóng thì Hòa Hương họ lùi về để hỗ trợ phòng ngự và nó đứt nhanh. Một tấm tường trắng phải đánh hai lớp. Khá thoáng cho cầu thủ mang số 7 bên phía Hòa Hương dứt điểm. Đó là Minh Hải. Dương Quốc. Số 8 này cũng chỉ được mới vào sân ít phút mà thôi. Rất đáng tiếc khi đang cố gắng đẩy cao tốc độ thì những đường chuyền cuối cùng của An Mỹ là chưa được chính xác. Vừa rồi là nỗ lực đi bóng của Văn Huy. Đã có những sự điều chỉnh nhân sự bên phía thủ An Mỹ, nhưng họ chưa tạo ra sự khác biệt thì đã bị các thủ bên phía Hòa Hương có bàn thắng đầu tiên ở trận cầu chung kết ngày hôm nay. Văn Huy. Tiếp tục là một tình huống mà cầu thủ của Hòa Hương đang trên sân. Ngày hôm nay thì buổi chiều phải nói khá mát, một thời tiết khá lý tưởng khi cũng không quá nóng. Vâng, như vậy hiệp đấu đầu tiên chúng ta sẽ có 2 phút bù giờ. Một thủ của Hòa Hương đang nhận được sự chăm sóc từ bộ phận y tế. Trước đó là một tình huống va chạm. Chắc chắn khi An Mỹ đẩy cao tốc độ thì hàng phòng ngự của Hòa Hương phải tập trung hơn. Và chắc chắn sẽ có những tình huống va chạm đến từ cả hai bên. Vâng, như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có 3 phút bù giờ. Tình huống mở bóng rất chính xác. Huy Hoàng một cầu thủ có xu hướng cầm bóng và đột nhập vào trung lộ. Những sự bất ngờ đã không được tạo ra nhiều ở những phút vừa rồi, khi mà có lẽ lối chơi của Huy Hoàng cũng đã bị các thủ An Mỹ ít nhiều cũng nắm được cách di chuyển của cầu thủ mang số 11 này. Minh Tiến. Một tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân. Hữu Toàn. Vẫn là Văn Côi. Thủ môn số 1 này đang chỉ đạo rất tốt hàng phòng ngự bên phía các thủ của Hòa Hương. Liên tiếp là những tình huống ra vào hợp lý của thủ môn áo số 1 này. Đồng hồ đã nhảy đến phút bù giờ thứ 2. Vâng, rất có thể hiệp đấu chúng ta đầu tiên sẽ được khép lại và sẽ có lợi thế một bàn thắng dành cho bên phía các thủ Hòa Hương. Pha tập công của Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ mang số 11. Chắc chắn sau những phút giải lao thì ban đội của đội bóng An Mỹ cũng sẽ có những sự điều chỉnh tiếp theo để có những bàn thắng cho mình. Cơ hội không vào. Đã có sự lơ là trước hàng phòng ngự Văn Côi.
Nhưng pha dứt điểm cuối cùng là bóng đi cao so với khung thành bên phía cầu thủ của Hòa Hương. Không, chưa có bàn thắng dành cho An Mỹ. Thủ môn số 1 của Hòa Hương. Thủ môn phải còn nói là có một chiều cao khá lý tưởng. Những tình huống bóng bụng thì thủ môn này cũng đã có những tình huống bắt bóng phải nói rất chính xác. Quốc Hùng vẫn là số 12. Một vòng vây của Hòa Hương và không có phạm lỗi. Lên bóng nhanh Huy Hoàng. Vẫn còn. Đây là đội trưởng Lê Văn. Vâng, như vậy là có tiếng còi từ trong tài chính. Đó là lỗi việt vị của đội trưởng Lê Văn. Quốc Hùng, Dương Quốc. Vâng, như vậy tiếng còi của trọng tài chính cũng đã cất lên để tạm thời khép lại hiệp 1 trận cầu chung kết của giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019 của hai đội bóng Hòa Hương và An Mỹ. Tỷ số tạm thời là 1-0 thuộc về các thủ Hòa Hương. Pha lập công duy nhất thuộc về Huy Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ giải lao ít phút trước khi bước đến những diễn biến sôi động tiếp theo của hiệp đấu thứ hai.
Trong hiệp thi đấu thứ nhất diễn ra thì đằng giằng co giữa hai đội An Mỹ và Hòa Hương. Về mặt dẫn bàn dành cho các cầu thủ áo đỏ trong hiệp thi đấu thứ hai này, và chúng tôi chuẩn bị của bạn chúng ta chuẩn bị cho của trận đấu giải bóng đá nam thành phố Tam Kỳ năm 2019. Vâng, chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với thành phố Tam Kỳ đến với trận cầu chung kết của hai đội bóng đó là An Mỹ và Hòa Hương trong khu giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019. Và kết thúc một tỷ số tạm thời là 1-0 thuộc về cao thủ bên phía Hòa Hương. Một bàn thắng đến từ pha lập công của Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ mang số 1. Và như vậy đối thủ hai thì các thủ bên phía Hòa Hương họ sẽ bảo vệ bên tay phải mà chúng ta với đồng phục áo đồng đỏ. Và ngày hôm nay thì An Mỹ ra quân với đồng phục áo đỏ, áo trắng và quần đen. Và hy vọng chắc chắn cũng như là với một bàn thắng để khai thông được sự bế tắc hiệp đấu đầu tiên. Hiệp hai này chúng ta cũng sẽ có một thế trận mà theo dự đoán sẽ rất cởi mở đến từ cả hai bên, đặc biệt là các thủ bên phía An Mỹ. Chắc chắn họ phải dâng cao để nhanh chóng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lê Văn, đây là đội trưởng mang số 10. Đến thời điểm hiện tại thì bên phía các thủ An Mỹ họ chỉ mới có một sự thay đổi đầu tiên mà thôi. Đó là sự vào sân của Huỳnh Dương Quốc, cầu thủ mang số 8. Trong khi đó, các thủ còn lại với sự góp mặt của Minh Quốc mang số 6, số 5 đó là Hữu Toàn. Cầu thủ mang số 15 Ngọc Chiến, số 12 Quốc Hùng. Văn Huy mang số 14, Quốc Bình mang số 23. Minh Tiến mang số 11. Thủ bóng áo số 1 Thành Long, Đoàn Ngọc Lê Đức, đội trưởng áo số 9 và số 19 đó Trần Thanh An. Trong khi đó bên phía cầu thủ của đội bóng Hòa Hương thì với sự góp mặt của Tất Công áo số 6, Tiến Hương áo số 2, cầu thủ áo số 18 là Trần Văn Sự, cầu thủ áo số 17 là Nguyễn Như Ý, Lê Văn, đội trưởng áo số 10, số 1 đội trưởng thủ môn Văn Côi, Văn Viên áo số 12, Lê Minh Hải áo số 7, Trần Văn Trường mang số 5, số 19 là Nhật Hiển. Tình huống đánh đầu của Tất Công. Vâng, như vậy trọng tài xác định đã có phạm lỗi đến từ bên phía các thủ của An Mỹ. Không được, nỗ lực bật cao đến đầu của số 19 đó Nhật Hiện. Văn Côi phát bóng lên. Vẫn còn ở bên phía các thủ của An Mỹ. Hoài Nam. An Mỹ vẫn ra quân với một sơ đồ chiến thuật, đó là 3-4-3. Trong khi đó bên phía các thủ của Hòa Hương thì với sơ đồ chiến thuật là 4-3-3. Và đôi khi thì Hòa Hương lại chơi với sơ đồ đó là 4-3-2-1. Trên hàng công vẫn là Lê Văn, cầu thủ mang số 10. Chắc chắn những phút tới thì Hòa Hương, xin lỗi An Mỹ, họ sẽ dâng cao. Đó,
cũng đã có sự chủ động bên phía các thủ của đội bóng An Mỹ. Nhưng mà Hòa Hương vẫn đang rất tập trung ở hiệp đấu thứ hai này. Mới giờ chúng ta sẽ có 40 phút. Một tình huống đá phạt dành cho bên phía các cầu thủ của An Mỹ. Và trước bóng bây giờ là bộ đôi màu áo số 1 Minh Tiến và số 23 Quốc Bình. Minh Tiến treo bóng vào. Vẫn chưa có tình huống đánh đầu tiếp theo đến từ bên phía các cầu thủ áo trắng. Lê Văn tốc độ đội trưởng mã số 10. Tình huống mở cánh hơi chậm. Một pha lỗi việt vị phải nói là quá rõ ràng. Lỗi việt vị thuộc về số 12 Trần Văn Viên. Nếu như trước đó đội trưởng bên phía Hòa Hương có một đường chuyền sớm hơn thì đã có một tình huống phản công rất nguy hiểm dành cho bên phía của An Mỹ. Như ý. Minh Tiến. Bóng vẫn còn đi rất sâu. Trước đó là một đường chuyền dài tiếp tục thuộc về Văn Huy. An Mỹ bắt buộc họ phải dâng cao để gây áp lực liên tục về không thành bên phía Hòa Hương. Và có tình huống mà chúng ta cũng đã thấy là hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng này cũng đã để ra những khoảng trống. Lê Đức vẫn là những đường chuyền rất khó khăn. Tiếp tục cơ hội phản công cho Hòa Hương. Lê Văn ba thủ bên phía đó. Huy Hoàng, đó là một tình huống dứt điểm của số 1, nhưng bóng đã đi sâu và đi vào sâu vào phía sau không thành bên phía các thủ của An Mỹ. Đã có những tình huống phản công và nó rất lợi hại đến từ bên phía Hòa Hương ở những thời điểm vừa qua. Minh Quốc, Thủ Toàn, bóng trôi khá nhiều bên phần sân của các thủ bên phía Hòa Hương. Nhưng để có khoảng trống vào không thành của Hòa Hương đang rất khó khăn, khi chín cầu thủ bên phía của Hòa Hương cũng đang chủ động phòng ngự, một hàng phòng ngự rất dài. Cơ hội dứt điểm hay không đây? Người vừa có tình huống phá bóng đó là cầu thủ màu số 5 Văn Trường. Không thể qua được như ý. Viên vẫn là tập trung rất bình tĩnh đến từ các thủ bên phía áo đỏ. Lê Văn cơ hội phản công tiếp tục dành cho Hòa Hương. Mở bóng rất hay, vẫn còn Văn Viên phía trong là đội trưởng Lê Văn. Không có tình huống dứt điểm của số 10 này. Một tình huống áp sát của cầu thủ áo số 12 đó là Lê Quốc Hùng với số 10 Lê Văn. Những tình huống phản công rất nhanh và trước đó là một tình huống cướp bóng và phản công nhanh đến từ cái chân của số 2 Đăng Khoa.
Sinh đội số 2 của Hòa Hương đó là Tiến Hưng. Tiến Hưng tiếp tục đá phạt góc dành cho bên phía Hòa Hương. Để đâu? Vẫn còn cho Huy Hoàng. Nỗ lực của Sôi Môn không có bàn. Vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho Huy Hoàng. Một bàn rất bất ngờ. Và đó là siêu phẩm của trận cầu ngày hôm nay. Trận cầu chung kết cứ ngỡ là một tình huống chuyền bóng, nhưng đã có một đường cong và bóng đã đập vào cột dọc ở phía xa bên phía các cầu thủ của An Mỹ. Và bóng đã dội trở lại và đi thẳng vào lưới của không thành bên phía đội bóng An Mỹ. Một tình huống mà thủ môn đội bóng áo trắng cũng đã rất bất ngờ. 2-0 ở trận cầu chung kết dành cho Hòa Hương. Như vậy Huy Hoàng đã để lại một cú đúp ngày hôm nay. Một tình huống mà có đến 3 thủ An Mỹ đã đứng kèm với Huy Hoàng. Nhưng mà số một này cũng có thể xoay sở vào một tình huống dứt điểm. Cũng đã có phần may mắn. Sẽ càng khó khăn hơn cho An Mỹ. Hiệp đấu thứ hai này An Mỹ đã chủ động dâng cao để chơi tấn công. Và những tình huống mất bóng thì Hòa Hương đã chơi phản công rất nhanh. Sự nỗ lực từ cá nhân đã tạo ra sự khác biệt. Đó là Huy Hoàng. Hữu Toàn. Minh Quốc. Tiếp tục dâng cao đến từ bên phía cầu thủ của áo trắng. Minh Quốc. Bây giờ thì An Mỹ không còn gì phải mất cả, bắt buộc phải chơi tấn công và tấn công liên tục. Hai bàn thắng là một khoảng cách khá an toàn dành cho Hòa Hương. Huy Hoàng cướp bóng tốt, phải nói số 11 này sau khi ghi những bàn thắng thì đang có một tinh thần rất ổn định. Hữu Toàn. Hàng phòng ngự của bên phía Hòa Hương vẫn đang chơi rất tập trung. Đã có tình huống áp sát và phạm lỗi với số 19 của An Mỹ. Đó Trần Thanh An. Trực bóng bây giờ là Mai Hữu Toàn. Vẫn còn khá xa ở tình huống đá phạt này. Một hàng rào với bao thủ của các thủ bên phía Hòa Hương. Hữu Toàn. Đánh đâu? Bóng vẫn đi cao so với không thành bên phía các thủ của Hòa Hương. Không có gì phải vội vàng trong lối chơi của Hòa Hương cả. Sân 11 thì hai bàn thắng cũng khá an toàn. Để có một lợi thế tinh thần tốt dành cho Hòa Hương. Phong Huy tiếp tục đã có phạm lỗi. Lần này người bị phạm lỗi đó là cầu thủ mang số 8 Dương Quốc. Văn Huy trẻ ông vào. Tình huống chất điểm Cường Thành không vào. Rất đáng tiếc đã có tình huống áp sát và hỗ trợ phá bóng của số 7 Như Ý. Và với nỗ lực càng phá rồi thì Như Ý đang nằm trên sân. Và nó đang khá đau khi mà cầu thủ này đã đập vào không thành bên phía đội bóng của mình. Một tình huống chất điểm Cường Thành của số 19 Trần Thanh An. Nguyễn Như Ý đã phải nói là quên mình với tình huống cản phá vừa rồi. Anh đã nỗ lực hết mình. Có lẽ cái đầu của cầu thủ này đã đập vào khung thành.
chứ đừng cơ bản không vào. Lần đầu tiên đã... Một thủ khác của Hòa Hương cũng đang nằm trên sân. Đó là số 19 Nhật Hiện. Vâng, băng ca của bộ phận y tế đã được đưa vào sân. Đến đâu không vào. Liên tiếp là những tình huống sóng gió bên phía không thành của đội bóng Hòa Hương. Lợi thế vẫn đang là hai bàn thắng thuộc về các thủ môn Hòa Hương. Lần này người đang nằm trên sân đó là Minh Hải, cầu thủ mang số 7. Như vậy đã có tiếng còi từ trọng tài chính. Bóng sẽ được trả về dành cho An Mỹ. Vẫn chưa có sự điều chỉnh nào tiếp theo bên phía các thủ của An Mỹ. Hàng tấn công, họ có những sự bổ sung để tiếp tục gia tăng áp lực về không thành bên phía Hòa Hương. Cơ hội dành cho bên phía áo trắng vẫn là sự áp sát của Huy Hoàng. Nó không những ghi bàn tốt mà số 1 này cũng tham gia hỗ trợ phòng ngự và nó rất chắc chắn. Một tình huống cướp bóng trước chân của cầu thủ Mao số 17, đó là Hồ Ngọc Ba. Bạc Vũ Lê không vào. Tình huống bắt bóng rất nhanh của số 23 Quốc Bình. Bóng đi lệch và nó rất khó chịu. Nhưng mà may mắn khi bóng cũng đã trốn vào chân của một cầu thủ bên phía Hòa Hương. Sẽ có tình huống đá phạt góc tiếp theo. Đánh đâu? Vẫn chưa có bàn thắng. Lần này là cầu thủ mang số 12. Liên tiếp với những tình huống dứt điểm của các thủ bên phía An Mỹ. Vâng, như vậy đã có tiếng còi. Đã có chiếc thẻ vàng được rút ra. Chiếc thẻ vàng thứ hai. Một chiếc thẻ vàng được rút dành cho bên phía các thủ của An Mỹ. Liên tiếp là những tình huống vây hãm không thành của các thủ bên phía An Mỹ về không thành của Hòa Hương. Nhưng vẫn là sự vững chắc của hàng phòng ngự Hòa Hương đã cản phá thành công những tình huống nguy hiểm đó. Tỷ số trận cầu vẫn đang là 2-0. Sẽ có một tình huống phát bóng lên dành cho bên phía các thủ của Hòa Hương. Rất chậm rãi và an toàn. Văn Côi phát bóng lên. Tình huống chuyền bóng rất hay. Lê Văn
Trước đó là một tình huống giật góc của Lê Văn dành cho đồng đội mang áo số 2 của mình. Dương Quốc, tình huống mở bóng của số 8. Vâng, chúng ta sẽ đến bóng được trúng vào tay của một cầu thủ bên phía Hòa Hương. Vâng, là một khoảng cách đá phạt ở rất xa, không thành của Hòa Hương. Lấy đà rất xa, đó là một tình huống dứt điểm của số 1 Minh Tiến. Khi cướp được bóng của các thủ bên phía An Mỹ thì các thủ bên phía Hòa Hương họ thực hiện những tình huống chuyền lên rất nhanh cho các cầu thủ ở phía trên, đặc biệt là lên vị trí của đội trưởng Lê Văn, số 10 có xu hướng cầm bóng tốt để giữ nhịp để chờ các đồng đội bên phía các thủ của Hòa Hương dâng lên. Vẫn còn cho bên phía Hòa Hương, hai thủ ở đó dâng cao như ý, đường truyền cho số 12, một tình huống lăng xả tốt của số 8 Dương Quốc. Tiếp tục lên bóng dành cho Hòa Hương, Lê Văn. Tình huống một bóng dài rất chính xác dành cho số 12, dứt điểm đi. Vâng, như vậy vẫn chưa có bàn thắng dành cho Hòa Hương. Rất đáng tiếc những pha xử lý và nó hơi rườm rà của số 12 của các thủ Hòa Hương, và nó rất đáng tiếc một cơ hội bỏ qua. Nếu như có bàn thắng nữa thì trận cầu chung kết phải là gần như được an bài rồi. Trận công viên một đường truyền và nó là loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía An Mỹ của đội trưởng Nguyễn Lê Văn. Bóng đi rất chính xác vào vị trí của Trần Văn Viên. Số 12 này sau đó cũng đã đánh lừa qua được thủ môn bên phía An Mỹ, nhưng phải dứt điểm tiếp theo là chưa được tốt. Lợi thế đang là 2-0. Nếu như An Mỹ có bàn thắng để rút ngắn tỷ số thì chắc chắn trận cầu chung kết sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Hữu Toàn, Trần Văn Viên tiếp tục cướp bóng tốt dành cho bên phía các thủ của Hòa Hương. Tiến Hưng, Văn Huy, tình huống mở bóng rất hay dành cho Trung Sinh treo bóng bao. Đến đâu? Không vào! Một pha đánh đầu khá nguy hiểm của các thủ bên phía Trung Mỹ, nhưng vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ bên phía đội áo trắng. Tình huống chuyền bóng vào phải nói là rất hay của Trần Thanh Đăng. Tình huống mở bóng rất hay dành cho Trung Sinh treo bóng bao. Tiếp tục một cầu thủ bên phía của Hòa Hương được bộ phận y tế hỗ trợ. Tập trung đi, cái lo ba chuyện ngoài gì đó. Cứ bóng tốt đến từ bên phía An Mỹ. Quốc Bình,
Những tình huống treo bóng vào khu vực giữa sân bên phía An Mỹ vẫn và nó chưa đủ độ chính xác nhiều. Rồi trước đó cũng đã có một tình huống treo bóng của số 19 Thanh An. Những nỗ lực tập trung ở khu vực trung lộ của An Mỹ phải nói đang là bất thành. Họ đang có những tình huống mở cánh để gắng chuyền bóng vào ở khu vực giữa sân để có thể hàng tiền đạo có thể bật cao đến đầu. Vâng, như vậy bên phía Hòa Hương, Nguyễn Như Ý đã được rút ra với một chấn thương và Phan Thanh Tín, cầu thủ áo số 9 đã được tung vào sân. Rất đáng tiếc, đội chuyển hơi mạnh lên vị trí di chuyển của số 12 Trần Văn Viên. Hữu Toàn, Dương Quốc, lại rồi phản công cho Lê Văn. Hàng phòng ngự của An Mỹ đang rất mất tập trung. Nguyễn Lê Văn. Vâng, như vậy cuối cùng thì các thủ bên phía áo trắng cũng đã cướp bóng thành công. Nỗ lực qua người của số 12. Hơn một thời gian thứ hai đã trôi qua, lợi thế vẫn đang là hai bàn thắng. Cả hai bàn thắng đều đến những tình huống lập công của Nguyễn Huy Hoàng, của thủ áo số 11. Cơ hội dứt điểm không vào. Một tình huống phản xạ rất tốt, tiếp tục là pha chân thứ hai. Lần này là Văn Huy. Và trước đó là tình huống ra chân của đội trưởng Đoàn Ngọc Lê Đức, thủ môn số 1 của Hòa Hương, đang làm việc và nó rất hiệu quả. Tình huống mở bóng rất hay, khá thoáng dành cho bên phía An Mỹ nhưng không thể chuyền bóng vào. Hàng phòng ngự của Hòa Hương vẫn đang có sự hỗ trợ rất tốt dành cho nhau. Cầu đến đâu vào. Nhưng như vậy cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng cao thủ bên phía An Mỹ cũng có bàn thắng để rung ngang tỷ số của trận cầu chung kết ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn 1-2, khoảng cách chỉ còn một bàn thắng mà thôi. Bàn thắng thứ hai, rất nhiều tình huống chuyền bóng vào để đánh đầu và cuối cùng thì cao thủ bên phía An Mỹ họ cũng đã thành công. Tiếp tục một cầu thủ bên phía Hòa Hương đang nằm trên sân. Tiếp tục một thủ bên phía Hòa Hương được bộ phận y tế dìu
ra ngoài sân. Tinh thần của An Mỹ đang được lên cao sau khi họ có bàn thắng Cửu Hòa. Lê Văn. Rất đáng tiếc khi mà đường chuyền cuối cùng của bên phía An Mỹ lại không đến vị trí như ý muốn. Vẫn là một thế trận rất chậm rãi mà các thủ bên Hòa Hương họ đang dựng lên. Họ đang cố gắng giảm sự hưng phấn bên phía An Mỹ. Phải nói những phút liên tiếp mà các thủ bên áo trắng đã có một thời gian kiểm soát bóng rất lâu, tạo áp lực liên tục về không thành của Hòa Hương. Lê Văn. Hữu Toàn. Minh Quốc. Minh Quốc tiếp tục có bóng. Phải nói những tình huống phản công của Hòa Hương có những sự nguy hiểm rất cao. Lê Đức. Xin đổi đó Lê Văn, đội trưởng của các thủ bên phía Hòa Hương. An Mỹ đang cố gắng đẩy cao tốc độ với những tình huống đi bóng nhanh của mình. Còn hơn 10 phút mà thôi. Tình huống mở bóng của Dương Quốc. Càng về cuối trận thì chắc chắn thể lực của cao thủ sẽ càng mệt hơn rất nhiều với một tốc độ được đẩy cao như thế này. Nhưng bây giờ phải nói trận cầu cuối cùng của giải đấu rồi, cả hai không còn đường lùi nữa, đặc biệt là An Mỹ. Liệu Hòa Hương họ thể bảo vệ được thành quả ngày hôm nay hay không? Lợi thế hai bàn thắng dẫn trước là một lợi thế và rất an toàn. Nhưng An Mỹ với những nỗ lực của mình thì họ cũng đã có bàn thắng để rút ngắn tỷ số trận cầu chung kết này. Tiếp tục một thủ bên phía Hòa Hương được rời ra ngoài sân. Hữu Toàn. Tình huống phá bóng dài đến đâu, không có bàn để gỡ hòa dành cho bên phía các thủ An Mỹ. Một tình huống chuyền bóng rất chính xác của trung vệ mang số 5, và người đã có tình huống băng vào đó là Trần Hoàng Văn Huy, thủ mang số 4. Không phải là Văn Huy mà đó là cầu thủ mang số 16 Hoài Nam. Phạm Văn Côi tiếp tục phát bóng lên. Hoài Nam. Lê Đức. Vẫn còn cho thủ bên phía áo trắng. Một thế trận áp đảo của An Mỹ. Tình huống chuyền bóng lên nhanh cho đội trưởng Lê Văn. Lê Văn tiếp tục đối diện với Minh Quốc. Lê Văn tốc độ của thủ mang số 10 này. Chân phải. Không vào. Một pha dứt điểm rất tốt của đội trưởng Lê Văn. Một tình huống mà thủ môn số 1 của An Mỹ đã rất nỗ lực để cản phá tình huống dứt điểm rồi. Một pha dứt điểm bóng đi khá khó chịu của Lê Văn. Sẽ có một tình huống đá phạt góc tiếp theo thuộc về Hòa Hương. Những tình huống lên bóng khá đơn giản của các thủ bên phía đỏ, nhưng mà hàng phòng ngự của An Mỹ phải tập trung cao hơn nữa. Nếu như họ bị lủng lưới một bàn nữa thì phải nói sẽ càng khó khăn hơn.
Hòa Hương đá phạt góc. Vâng, như vậy trọng tài xác định bóng sẽ được trả về dành cho bên phía An Mỹ. Minh Tiến. Vâng, là những tình huống chấn thương của cao thủ bên phía Hòa Hương. Hữu Toàn, Dương Quốc. An Mỹ đang rất vội vàng và đang thực hiện rất nhiều những tình huống chuyền bóng nhanh. Đánh đầu. Vẫn còn cho thủ bên phía áo trắng. Phải cần sự tập trung hơn. Và nó đang rất tập trung và căng thẳng ở những phút gần cuối của hiệp đấu thứ hai này. Vẫn là 2-1 thuộc về Hòa Hương. Minh Tiến. Vẫn còn cho các thủ bên phía áo trắng, đây là Văn Huy. Như vậy Hòa Hương tiếp tục có sự thay đổi. Số 8 Trần Văn Thông vào sân để thay cho Văn Trường, cầu thủ mang số 5. Một sự bổ sung ở tuyến giữa bên phía các thủ của Hòa Hương. Quốc Bình, Minh Tiến. Vẫn còn cho bên phía các thủ của Hòa Hương mở bóng rất hay. Vâng, không có, vâng, như vậy đã có tiếng còi từ trọng tài chính. Tiếp tục một tình huống lỗi việc vị đến từ cầu thủ áo số 12 Trần Văn Viên. Một trận cầu mà Văn Viên đã rất nhiều lần dính vào lỗi việc vị. Bây giờ người chấn thương là Lê Văn, đội trưởng của Hòa Hương. Khoảng cách đang là một bàn thắng và thời gian đồng hồ các thủ Hòa Hương để lên ngôi vịt của giải bóng đá thanh niên 11 người thành phố Tam Kỳ. Nhưng còn thời gian chắc chắn sẽ còn rất nhiều sự bất ngờ khác khi mà An Mỹ họ đang cố gắng, phải nói là không biết ngừng nghỉ để triển khai những tình huống tấn công của mình. Hòa Hương tiếp tục có sự bổ sung. Như vậy là có tình huống phạm lỗi đến từ cao thủ bên phía Hòa Hương. Vâng, như vậy là có chiếc thẻ vàng tiếp theo được rút, lần này là cầu thủ màu số 6 tấn công. Tình huống mà tấn công đã phạm lỗi với Trần Thanh An.
Mai Hữu Toàn tiếp tục thực hiện tình huống đá phạt này dành cho bên phía An Mỹ. Một khoảng cách vẫn còn khá xa. Bộ hàng phòng ngự đang rất tập trung bên phía cầu thủ của Hòa Hương. Hữu Toàn đánh đầu, không có bàn thắng. Lần này thì bóng đã đi vào sân ngang. Một chiến thuật rất rõ ràng của Hòa Hương dựng lên, đó là phòng ngự phản công và không vội vàng gì trong những tình huống lên bóng cả. Như vậy hai chúng ta sẽ có 5 phút bù giờ. Hữu Toàn, liệu 5 phút bù giờ này thì những nỗ lực của An Mỹ họ có thể có bàn thắng cửa hòa hay không? Minh Tiến đi bóng hơi sâu. Đến đầu tiếp theo không vào, liên tiếp là những tình huống dứt điểm bằng đầu đến từ các thủ bên phía An Mỹ. Bóng vẫn đi cao so với không thành bên phía cao thủ của Hòa Hương. Trước đó thì cũng đã có một bàn thắng rút ngắn tỷ số đến từ một tình huống đánh đầu. Lần này thì thủ môn của Hòa Hương đang nằm trên sân. Những chiến thuật nhằm kéo dài thời gian của bên phía các thủ của Hòa Hương. Họ thừa biết thời gian không còn nhiều nữa. Thủ môn này sau khi nhận được sự chăm sóc của bộ phận y tế cũng đã đứng dậy để tiếp tục thi đấu rồi. Văng còi phát bóng lên. Hiệp 2 này thì bóng lăn phần nhiều bên phần sân của Hòa Hương. Nhưng chỉ mới có một bàn thắng dành cho An Mỹ mà thôi. Còn hơn 2 phút. Hữu Toàn tiếp tục đá phạt dành cho An Mỹ. Không được. Đó chưa phải là một tình huống dứt điểm của số 23. Nỗ lực đi bóng của số 9. Dương Quốc. Không có tình huống băng lên từ tuyến hai. Tình lùi về rất nhanh để hỗ trợ lấy bóng. Dương Quốc băng viên. Tiếp tục có phạm lỗi đến từ Hòa Hương. Không còn nhiều thời gian cho trận cầu chung kết nữa. Liệu những nỗ lực cuối cùng của An Mỹ thực đền đáp hay không đây? Liên tiếp là những tình huống treo bóng vào sâu bên phía các thủ áo trắng.
như vậy là có phạm lỗi. Phải cần những sự tập trung và bình tĩnh hơn của các cầu thủ. Thời gian đang trôi về những phút cuối hiệp, người đang bị đau đó là số 12 Trần Văn Viên. Bàn thắng đầu tiên của Hòa Hương, và đó là có sự góp vào dấu giày rất rõ ràng của số 12 này. Tình huống leo biên rất hay của Văn Viên. Vâng, trọng tài xác định bóng sẽ được phát bóng lên dành cho Hòa Hương. Những tình huống cuối cùng của trận cầu chung kết của giải bóng đá 11 người thành phố Tam Kỳ năm 2019. Hòa Hương đang lợi thế là 2-1 trước An Mỹ. Văn Viên. Đây là Huy Hoàng. Một tình huống chuyền bóng hơi nửa vời của số 1 này, có lẽ là một tình huống phá bóng. Thành Long. Vẫn còn Hữu Toàn. Lấy đà từ rất xa. Bóng của An Mỹ luôn liên tiếp được bơm đến cái chân của vị trí cầu thủ áo số 5 này. Dương Quốc. Vẫn còn cho An Mỹ, không thể chuyền bóng vào được, không có penalty. Cầu thủ của bên phía An Mỹ đã rất mất bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Và có sự bình tĩnh hơn khi mà trọng tài chính đang làm việc rất tập trung với những tình huống như thế này, phải nói là rất nhạy cảm. Tỷ số trận cầu vẫn đang là 2-1 dành cho Hòa Hương và đang rất căng thẳng ở những phút cuối này. Bộ phận an ninh cũng đã vào sân để hỗ trợ cho tổ trọng tài. Bóng đá là môn thể thao không thể tránh được những va chạm, nhưng để có một mùa giải thành công cũng như một trận cầu hay để cống hiến cho khán giả thì các cầu thủ chúng ta cũng nên bình tĩnh. Vâng, chúng ta sẽ định bóng sẽ được trả về dành cho bên phía các thủ của An Mỹ. Lên bóng cho An Mỹ, chúng ta tiếp tục trở lại trận cầu chung kết ngày nay. Trận cầu chung kết của hai đội bóng An Mỹ và Hòa Hương.
vẫn còn cho An Mỹ đang vào đến đầu. Người vừa có tình huống cản phá là thủ môn số 19 Dương Quốc. Dương Quốc như vậy là có phạm lỗi với cầu thủ môn số 8 này. Một tình huống đá phạt dành cho bên phía các thủ An Mỹ. Phải nói đây là cơ hội cuối cùng dành cho bên phía các thủ áo trắng để có cơ hội và bàn thắng gỡ hòa. Đang rất tập trung, chắc chắn là như vậy. Khoảng cách ở tình huống đá phạt này gần hơn rất nhiều so với những tình huống đá phạt trước đó. Bây giờ chỉ tầm còn 20 mét mà thôi. Minh Tiến và Dương Quốc đang là bộ đôi của An Mỹ đứng trước bóng. Liệu có siêu phẩm ở những phút cuối này hay không? Rất có thể sau tình huống này thì tiếng còi của trọng tài chính cũng sẽ cất lên. Rất căng thẳng trước hàng rào của cao thủ bên phía Hòa Hương. Cú vào! Một tình huống đá phạt rất tốt của số 8 Dương Quốc. Bóng đã đi qua được hàng rào nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Phạm Văn Cùi. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc dành cho các thủ bên phía An Mỹ. Chém vào. Phá bóng thành công. Vâng, như vậy tiếng còi của trọng tài chính cũng đã cất lên để khép lại trận cầu chung kết của hai đội bóng An Mỹ và Hòa Hương. Tỷ số chung cuộc là 2-1 thuộc về các thủ bên phía Hòa Hương với cả hai pha lập công của số 1 là Huy Hoàng. Và người có vâng, tiếp tục đã có những tình huống xảy ra trên sân. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trận cầu chung kết ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi lễ bế mạc của giải bóng đá 11 người thành phố Tam Kỳ. Và như vậy năm nay thì đơn kim vịt của giải đấu đó là Hòa Hương và đội bóng về nhì đó là An Mỹ sau tốc thủ với tỷ số 1-2 trước cầu thủ Hòa Hương.
trận thi đấu được diễn ra có chất lượng chuyên môn khá tốt. Đây là năm đầu tiên được tổ chức trên mặt trăng đỏ nhân tạo của sân vận động thành phố. Số lượng khán giả đến với dự khán xem các trận thi đấu khá đông, đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi để tạo cho các cầu thủ thi đấu hết sức mình nhằm cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt. Để có một mùa giải thành công, ban tổ chức xin được trân trọng lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ. Cảm ơn sự hỗ trợ về lực lượng an ninh của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Nam, công an thành phố Tam Kỳ, công an phường An Phú và ủy ban nhân dân phường An Phú. Xin được cảm ơn trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ đã cử cán bộ tham gia công tác y tế tại giải và hỗ trợ công tác cấp cứu kịp thời các vận động viên bị chấn thương. Xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành tài trợ và đặt bảng quảng cáo trên sân thi đấu trong suốt mùa giải. Cảm ơn lực lượng đồng tài đã điều hành xuyên suốt 22 trận thi đấu. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các địa phương, xã phường đã quan tâm chỉ đạo các đội bóng tham gia giải một cách đông đủ, đầy trách nhiệm. Cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đã tạo nên một mùa giải đầy nhiệt tình, chuyên môn, và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã tới đăng đầu mưa trời nắng đã đến sân cổ vũ tinh thần thi đấu của các đội. Và kính thưa quý vị, để nhằm đồng thời động viên và khen thưởng cho các cá nhân thi đấu xuất sắc tại mùa giải lần này, ban tổ chức tiến hành lễ tổng kết và trao thưởng cho mùa giải bóng đá nam thành phố Tam Kỳ năm 2019, và đó chính là lý do của buổi lễ bế mạc chiều ngày hôm nay. Về tham dự buổi lễ bế mạc chiều nay, ban tổ chức tôi hân hạnh đón tiếp và xin được trân trọng kính giới thiệu về phía đại biểu tỉnh Quảng Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh, phó phòng nghiệp vụ thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Đoàn Hồng Tuấn, phó giám đốc phụ trách trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. Về phía đại biểu thành phố Tam Kỳ, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hiền, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Tam Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đắc, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Tam Kỳ. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Quỳnh Tấn Mười, phó trưởng công an thành phố Tam Kỳ. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Võ Thanh Công, bí thư thành đoàn Tam Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Dũng, phó giám đốc phụ trách trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Đức Hoàng, phó trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Tam Kỳ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Thiên, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố Tam Kỳ. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện các phòng, ban, đơn vị của thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân của các đơn vị xã phường và các đội bóng tham gia trận chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Về phía nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu bà Lương Đoàn Tố Trinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Vĩnh Trinh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Công Hạch, giám đốc trung tâm vàng bạc Phúc Ai. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Hữu Ngữ, giám đốc công ty quảng cáo sự kiện Thanh Liên Quảng Nam. Xin được trân trọng giới thiệu các phóng viên của phóng viên báo Quảng Nam, phóng viên của kênh 365 livestream và phóng viên của đài truyền thanh truyền hình thành phố Tam Kỳ cũng đã đến dự đưa tin cho sự kiện của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt có sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả, các kỹ trưởng đoàn, huấn luyện viên, lực lượng đồng tài và đặc biệt là lực lượng vận động viên của hai đội Hòa Hương và An Mỹ. Một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình buổi lễ trao thưởng trong buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trao thưởng lần lượt thứ tự cá nhân và tập thể. Và cá nhân ở mùa giải năm nay, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đó là cầu thủ Quỳnh Kim Biển với số lượng bàn thắng là 6 bàn. Thủ môn xuất sắc của mùa giải năm nay thuộc về thủ môn Nguyễn Văn Côi, áo số 1 của đơn vị Hòa Hương. Và cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm nay thuộc về cầu thủ mang áo số 1 của đội Hòa Hương, Nguyễn Huy Hoàng. Và đó là cá nhân, và xin mời lần lượt các cá nhân chúng ta lên trên. Và xin ra được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Dũng, phó đốc phụ trách trung tâm văn hóa thể thao truyền thông thành phố, và ông Võ Thanh Công, bí thư thành đoàn thành phố Tam Kỳ, phó ban tổ chức giải lên trao thưởng cho các giải cá nhân. Thank you.
Và kính thưa quý vị, thi đấu một cái tấn đường và tạo nên một những dấu ấn của mùa giải năm nay với sự của đội bóng, có thể nói là mùa giải năm nay là mùa giải thành công nhất của họ, đã tạo nên một bầu không khí cho khán giả trên sân vận động An Phú. Và giải phong cách năm nay ban tổ chức trao cho đội bóng đá Nam Phường An Phú. Vâng, xin mời đại diện của đội bóng đá Nam Phường An Phú chúng ta lên trên để nhận thưởng từ ban tổ chức giải. Và xin được trân trọng kính mời ông Ngô Đức Hoàng, phó trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Tam Kỳ, phó trưởng ban tổ chức giải lên trao giải phong cách cho đội bóng Phường An Phú. Vâng, tiếp theo chương trình ban tổ chức sẽ trao huy chương bạc và thi đấu có thể nói là xuất sắc ở những vòng thi đấu vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết và chiều sát thủ trong trận đấu chung kết hôm nay. Đội bóng Nam Phường An Mỹ đạt huy chương bạc mùa giải năm nay và mời lần lượt ban huấn luyện, các thành viên trong ban huấn luyện và vận động viên của đội bóng chúng ta đi lên trên qua vòng ban tổ chức để nhận huy chương bạc từ ban tổ chức. Và sau đó chúng ta sẽ chúng đứng một hàng ngang dưới này để nhận bảng biểu trưng tiền thưởng cờ từ các đơn vị nhà tài trợ. Vâng, xin mời đội bóng Nam Phường ở Mỹ. Được trân trọng kính mời ông Quỳnh Tấn Mười, phó trưởng công an thành phố, ông Võ Văn Thiên, báo giám đốc công tác đó để vào thành phố Tam Kỳ xuống dưới bắt tay động viên. Và xin mời ông Hoàng Công Mạnh, giám đốc công ty vàng bạc Phú Tài, và ông Tần Hữu Ngữ, giám đốc công ty sự kiện quảng cáo thanh niên xuống bắt tay động viên và trao phần thưởng giải nhì cho đội bóng Phường An Mỹ. Xin được cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ và xin được chúc mừng đội bóng Nam Phường An Mỹ. Và đội bóng có thể nói là một mùa giải nào chúng ta cũng chọn ra được một đội bóng có thể nó lên ngôi vương ở mùa giải năm nay. Thi đấu vòng bảng, tứ kết, bán kết và thi đấu một trận thi đấu ấn tượng trong trận thi đấu chung kết ngày hôm nay. Một trước đội bóng Phường An Mỹ. Và đội bóng đăng quang tổ chức vô địch ở mùa giải bóng đá Nam thành phố Tam Kỳ năm 2019 xin được chúc mừng đội bóng Nam Phường Hòa Hương và xin mời toàn thể ban huấn luyện cũng như là các vận động viên chúng ta lên trên để nhận thưởng từ ban tổ chức. Xin mời các vận động viên chúng ta nhận huy chương trước.
thưa quý vị. Và đây là một trong những nghi lễ tại hiệp trường, còn phần quan trọng nhất là chúng ta tặng cúp cho đội bóng đạt chức vô địch mùa giải năm nay. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông, ông Võ Thanh Cung, Phó Ban tổ chức giải, và xin mời bà Lương Đoàn Tú Trinh, Giám đốc công ty trách nhiệm bất động sản Vĩnh Trinh, lấy bắt tay động vật tặng cúp cơ bản danh vị và tiền thưởng. Vâng, xin lỗi, xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Hữu Đắc, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Tam Kỳ, chúc ông Lê động viên và cùng trao thưởng cùng với ban tổ chức cho các vận động viên của đội Hòa Hương. Lãnh đạo chúng ta cùng lên cùng chụp hình động viên với đội bóng đạt chức vô địch mùa giải năm nay. Xin mời các đồng chí lãnh đạo. Thì các cầu thủ chúng ta đứng nguyên lại để các đồng chí lãnh đạo chúng ta có được một khung hình đẹp nhất. Mời vâng, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị giải thích một lần nữa xin được chúc mừng đội bóng phường Hòa Hương. Và kính thưa quý vị, như vậy lễ tổng kết và đấu thưởng cho các cá nhân tập thể thi đấu ở mùa bóng đá nam thành phố Tam Kỳ năm 2019 cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, xin được cảm ơn các đơn vị và các trưởng đoàn đội bóng đã đồng hành cùng mùa giải năm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.